Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần bên trái cây Quý Mộc. Hôm nay mình cũng đang về vườn, măng cụt nó cũng đang bắt đầu chín. Bây giờ mình về, bây giờ mình giới thiệu với các bạn đây là cái xào hái măng cụt nha. Tại vì các bạn biết sao, khi mà mình hái măng cụt, cái việc hái nó cũng quyết định rất là nhiều đến cái việc mà cái quả măng cụt nó có ngon hay không. Tại vì khi bạn hái và bạn để măng cụt rớt xuống đất, hoặc là bạn dùng tay bạn rung cây măng cụt, cái trái măng cụt nó rớt xuống đất thì khi cái chỗ nó tiếp xúc dưới mặt đất á, cái chỗ kia vỏ nó sẽ bị cấn, nó dập và nó sẽ chảy cái nước màu nâu vào trong cái muối, nó làm cho cái muối nó cũng bị rượng không ngon ha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn đây là cái xào hái măng cụt nha. Đây các bạn ơi, đây là cái xào hái măng cụt đấy các bạn. Cái xào là bằng sắt thôi, ở trên này nó có một cái góc nhọn này các bạn, để đây gần cho các bạn xem. Đây ở trên này nó có một cái góc nhọn nên là mình chỉ để cái này vào trong cái cuống măng cụt là mình ấy là nó sẽ xuống thôi. Ở dưới này nó có một cái lưới đó, cái lưới mình hái thì khi quả măng cụt nó rớt vào cái lưới thì mình lấy được cái vỏ thôi, là cái cần xé thì nó không bị dập hết. Bây giờ mình sẽ hái cho các bạn xem nha. Đây để hái các bạn xem này. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Đây mình đã móc cái xào vào trong quả măng cụt, bây giờ mình chỉ giật thôi. Đây, hoặc là mình lấy cái này mình ngoắc một cái. Đấy là các bạn thấy cái quả măng cụt nó nằm gọn ở trong cái xào không ạ? Đây măng cụt nó nằm gọn trong cái xào thì nó không bị rớt ra ngoài, vậy thì nó không bị dập nha các bạn. Các bạn hái măng cụt cái này gọi là hái măng cụt bằng xào. Đây các bạn, đấy lòng tem. Còn nếu không nó sẽ rớt ra ngoài, nó sẽ hư hết, nó sẽ dập hết nha. Đây giới thiệu các bạn hái măng cụt bằng xào. Các bạn phải có cái xào nó đủ dài để mình có thể hái tốt ở trên những cái ngọn trà trên kia. Đây hái măng cụt bằng xào đấy các bạn. Đây cái xào mình chỉ việc đưa lên cái ngọn cây, mình có thể leo lên những cái tán cây kia kìa, những cái tán ở trong là mình leo lên, là mình đưa lên những cái góc kia mình hái, chứ mình không có dùng cây nha. Mình dùng cây là nó sẽ rớt măng cụt xuống đất, nó rụng hết hư hết đó. Đây là hái măng cụt bằng xào, đây là hái măng cụt đầu mùa nha các bạn, vui không? Rồi mình chào tạm biệt các bạn nha.